Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình viết một cái chữ mẹ, mà chữ M là một cái thể loại cách điệu. Cách điệu có nghĩa là nó cũng na ná là chữ M, nhưng mà thực ra cách điệu nó sang một hướng gần như là nó tượng hình, như là giống như một trái tim M, nhưng mà nó giống hình thức, nó giống một trái tim. Thế này vẽ lên đây, đây. Và trái tim mình nó thể hiện là trái tim của mẹ. Thì trong thư pháp thì lâu lâu thì mình cũng nên phá cách một chút, có nghĩa là mình tạo một cái nét làm sao cho nó có vẻ nó lung linh, nét bay bóng, và nó tạo cái tượng hình một chút xíu. Thì đây là một cái chữ M. Thì đừng bắt buộc rằng là cái chữ M này nó không giống chữ M bình thường, tại vì thực ra thư pháp cũng là cách, gần như là cái chữ, là cái vẽ, là cái nét bút. Cho nên đôi khi một số bạn nói rằng là mình viết cái chữ nó không ra cái chữ này giống chữ kia, nhưng mà cũng đó là một cái quan niệm, cũng là một cái cách để mà đánh giá. Thì mình cũng xin cảm ơn là một số comment, một số bạn đã nói như vậy, tức là nó là chữ này nó không phải cái chữ này, không phải chữ kia, và không sao. Với mình đây cái chữ này mình tượng trưng là chữ M, và chữ E trái tim của mẹ là ôm ấp, một cái chữ E là mẹ, là cái một cái, là sự vĩ đại, sự này gì kia. Thì theo cái nhiều cái cách hiểu, cách diễn tả khác nhau, nhưng mà mình trong cái phạm trù thư pháp thì mình viết chữ vậy thôi, mình không phải làm văn tả cánh được, tả mẹ được, nhưng mình chỉ viết được chữ M và một sự bao dung, ôm ấp chữ E yêu nặng là mẹ. Mẹ là nguồn suối bình yên. Mẹ là nguồn suối bình yên. Con về gọi sạch. Mọi niềm thương đau.
xíu nữa mình chấm cho chẳng chấm luôn rồi. Mình hay cái chữ niệm cho nên từ chữ niệm nó thành chữ niệm luôn. Niệm thương đau. Bởi vậy lâu lâu nó cũng có những cái sự cố vậy đó. Mình hay nói cái từ gì đó thì khi mình thực hành mình làm việc đó, nó không bị, nó bị liều á, gọi là liều á. Mình hay nói niệm mà niệm Phật, niệm này niệm kia thì bây giờ chánh niệm thì nó vô chữ niệm thì nó cũng là chữ niệm luôn. Thương đau. Có thể là cái máy đặt nó cái vị trí nó không có đúng chỗ cho nên cái thể là cái nhìn chữ nó hơi xuống đúng không, có vẻ nó hơi đi xuống, nhưng mà cái chữ đúng là chữ như thế này à, thì về cơ bản á và về chính á là nó không có đi tuột xuống dốc rồi nha. Thì bây giờ cái chữ này nó bị có dấu đây, giống như là nó có dấu bị dấu niệm á, giờ mình sửa làm đưa lên đây luôn. Giống như là thực ra cái chữ M nó không có dài vậy đâu, mà lý do nó cho đi nó bị mình xíu rồi lúc này bị lố là dấu nặng thì mình kịp dừng lại. Bây giờ thường thường mình sửa chữ là mình giá nó như M đi qua luôn thì nó là chữ niềm. Ok. Thì cái bước này nhìn đầy đủ thì nó từ mình quay gần mẹ. Nó vừa là từ chủ đề, vừa là chữ của câu luôn. Là nguồn suối bình yên, con về gọi sạch mọi niềm thương đau. Có thể mình sẽ dời cái máy nó ra hơi sang chút xíu để nhìn tổng quan cái cảnh nhiều hơn. Ok. Rồi, nhìn thấy rõ hơn toàn cảnh rồi. Mẹ, thường thường khi mình đặt chủ đề, nếu một câu này á, có khi mình đặt chủ đề từ chữ hiếu là chữ trên này, cái đại từ trên này. Xong đó mình viết đó là mẹ là nguồn suối bình yên, con về gọi sạch mọi niềm thương đau. Thì nguyên cái câu này có thể là mình đặt ở bên dưới, ở trên là chữ hiếu. Còn hôm nay là mình không thích cái chữ hiếu mà thích chữ mẹ làm chủ đề luôn. Thì mình sẽ nâng chữ mẹ này thành một cái chủ đề và nó hơi phá cách một chút là M cách điệu sang một dạng một trái tim rồi bao bọc với một chữ E theo nặng rồi đọc liên nguyên câu luôn. Mẹ là nguồn suối bình yên, con về gọi sạch mọi niềm thương đau. Thế vậy trong cái cách này là cách đối chữ nó khó cái sự khác nhau, khi là cách là một chữ, khi là ba chữ, khi là hai chữ, khi là bốn chữ. Nhưng mà chữ là này là một cái từ nó nhỏ, mình muốn nó nhỏ hơn là nó kết nối từ cái mẹ, kết nối là nguồn suối bình yên. Còn chữ con này nó có vẻ nó bự hơn chút xíu, lớn xíu để thể hiện là mẹ và con và chữ thân đầu. Làm chữ già. Ok. Thì cũng cuối cùng là bên tay trái bên dưới này các bạn có thể là cũng phải viết thêm cái phần tác giả hay là thủ bút hay là cái gì đó để mà ghi nhận cái người viết hay là năm viết và đóng đóng mộc hoặc lân tay. Thì hôm nay mình đóng mộc luôn rồi. Thường là mình đóng bắt chưa kịp khô là mình đóng vô này là phải dính cái mộc. Thường thì mình đóng cái mộc á cũng là một cái sự lưu ý một xíu. Thế là cái phần mà nếu mà mình đóng mộc trước mình viết sau á thì nó cũng dính một phần
chút xíu của cái phần cái mộc này nè, nhiều quá thì nó mất cái chữ này, nó lại không có đúng và cũng không có hay. Thì thường đó là theo cái quy tắc là 1/3 gì đó, nhưng mà mình nghĩ là mình lấy một phần nhỏ xíu dính giữa cái mộc và cái chữ, cái phần này dây này một xíu thôi, đừng có nhiều quá mà đừng có nó khoảng trống ra, cách ra nó không có hay. Cho nên nó là chỗ này cũng là một cái lưu ý đó, mình đóng mộc nó dính vô một phần của chữ ký, một phần của cái mộc đó. Không đóng đè hết lên, cũng không đóng một nửa, không đóng một không dính nhau, mà dính một chút xíu thôi, tức là nó không có quá, nó không mất cái nhót cái phần nội dung của chữ của cái mộc, mà cũng không có lạm dụng nhiều quá. Đó là những cái nho nhỏ vậy cho mà mình nghĩ rằng có nhiều bạn có thể chưa để ý lắm. Đây là mình cũng chưa hẳn là cái mình là đúng hoàn toàn, nhưng mà theo cái sự cảm nhận của mình là mình đóng như thế này á là nó hợp lý. Ok rồi, thì đây cũng là một cái tác phẩm nhỏ nhỏ để cho các bạn có thể tham khảo xem qua, một cái sự gợi ý. Rồi về nét chữ thì cũng mình cũng xin vắn tắt là nó chất đẹp chừng đó thôi, chứ muốn hơn là cũng không có, mình không có khả năng được hơn. Rồi, cảm ơn các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại video sau nha.